Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 Côn Giáp thứ ba ngày 8 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Đinh Hợi tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày đinh hợi, tức chi khắc can, nghĩa là họa thủy khắc với họa, và ngày hôm nay là ngày hùng. Vài nạp âm, ốc thượng thổ, kỵ tuổi, tân tỵ quý tỵ ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xung với tỵ hình hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi kỷ tỵ quý tỵ quý mùi quý sửu và quý hợi tuổi xung trong tháng tuổi đinh hợi ất hợi và đinh mão vài các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương sao dịch mã tốt mọi việc nhất là xuất hành sao kim đường hoàng đạo tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá xấu về xây dựng nhà cửa sao thần cách kỵ về tế tử sao vạn vong hay còn gọi là sao thổ kỵ kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc khởi công động thổ vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 3 ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi tí thứ 3 ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi tí bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn tuổi tí đang gặp được vận, quý nhân tam hội sẽ giúp cho bạn có được cầu nối trong cái mối quan hệ xã giao của mình trong ngày hôm nay. Cho nên, các việc xã giao của bạn có được sự hài hòa, tốt đẹp hơn, nhờ thế mà công việc của bạn mệnh cũng được thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tí, lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cái điều này lại khiến cho mối quan hệ của bạn với những thành viên trong gia đình lại chẳng được như ý muốn, với những xung đột có thể bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhất. Nếu như bạn tuổi tí không nhanh chóng hóa giải thì sự việc có thể đi quá xa, gây ra rạn nứt trong chuyện tình cảm là khó có thể tránh nghe khỏi được. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tí cũng đang gặp ngày có thủy khí vượt cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi tí nên chú ý tới vấn đề sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn trong ngày hôm nay. Nếu như có dấu hiệu nào bất thường của cơ thể thì bạn không nên bỏ qua, bạn cần phải đi thăm khám bác sĩ để chữa trị kịp thời bạn tuổi tí nhé vai từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim quý nhân thúc đẩy các mối quan hệ xã giao trong công việc của bạn được tốt đẹp từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đi khám sớm nếu như bạn thấy cơ thể của mình có những dấu hiệu bất thường từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nên quan tâm tới vấn đề về sức khỏe của mình nhiều hơn từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có sự căng thẳng từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc công việc tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tờ Vi Tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang có điểm báo phải đối diện với không ít những khó khăn rắc rối trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh. Và với bạn tuổi Sửu thay vì nóng nảy mất kiểm soát thì bạn cần phải giữ bình tĩnh để suy xét, nhận định và đưa ra các giải pháp giải quyết sao cho hợp lý nhất. Và với bạn tuổi Sửu bạn có biết là những kẻ xấu bụng chỉ chờ mong tới giờ phút này và khi bạn lọ ra những sơ hở dù là nhỏ nhất để tập trung đánh vào điểm yếu đố của bạn, bạn cần phải tỉnh táo lại ngay đi bạn tuổi Sửu nhé. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có ngũ hành, Sửu hợi tư hội. May mắn ở bên cạnh bạn tuổi Sửu vẫn có những người luôn hiểu và thông cảm cho bạn, đồng hành cùng bạn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và đây chính là lúc bạn tuổi Sửu nhận ra ai mới là người thực sự tốt với bạn và những lời góp ý, lời khuyên chân thành ấy thực sự hữu ích cho bạn trong cái thời điểm này về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có người hiểu và thông cảm cho bạn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy luôn tỉnh táo trước bất cứ tình huống nào tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa bạn tính nóng nảy thiếu kiểm soát sẽ làm hỏng chuyện tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng có để lộ những sơ hở cho kẻ xấu bụng tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc với những lời khuyên chân thành có thể sẽ giúp ích cho bạn Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 96, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. tử vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ ba này xem tử vi cho thấy bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dần hợi tương phá cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi dần có một ngày không được máy dễ chịu với những rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc có thể ảnh hưởng trực tiếp tới bạn tuổi dần trong ngày hôm nay và tốt nhất là bạn nên tránh xa những xung đột tranh chấp liên quan tới vấn đề tài sản trong cái thời điểm này. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh, cái điều này sẽ làm cho công việc của bạn trong ngày hôm nay cũng không được suôn sẻ như mong đợi. Bạn khó giữ được sự bình tĩnh khi cứ liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm và đã đến lúc bạn phải nhìn nhận lại toàn bộ sự việc để tìm ra nguyên nhân và cách vượt qua khó khăn này bạn tuổi dần nhé trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần lại đang gặp được ngày có ngũ hành thủy sinh cho mộc vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi dần có thể tìm thấy được những người thân yêu để chia sẻ những vướng mắc của bản thân mình trong ngày hôm nay và bạn sẽ nhận được những lời động viên về tinh thần không đâu có được vài từ vi tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy bình tĩnh nhìn nhận và xét lại những vấn đề từ vi tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa công việc gặp trục trặc rắc rối liên tiếp xảy ra từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cẩn thận vững vào những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc chia sẻ để được cảm thông và thấu hiểu từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nhận được những lời động viên về tinh thần quý giá và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm Năm sao, con số may mắn, số 48, số 54, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phụ trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này đang có được báo hiệu bạn sẽ được thần may mắn yêu ái gọi tên khi liên tiếp gặp nhiều chuyện vui trong ngày và đầu tiên là bạn đang gặp được ngày của thực thần độ mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi mão có được cơ hội phát tài phát lộc khi được người thân quyên giới thiệu cho những mai mối công việc làm ăn hứa hẹn à, cờ đã đến tay bạn cớ gì mà không phất ngay đi bạn tuổi mão nhá và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão cũng đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành hợi mạo bán hợp cái điều này còn giúp cho bạn bộc lộ được năng lực của bản thân dù bạn đi học hay là đang đi làm thì tài năng của bạn cuối cùng cũng đã được ghi nhận chỗ đứng của bạn sẽ ngày một củng cố và tiền đề cho những nấc thang tiến tới thành công trong tương lai và với ba tuổi mão á, không chỉ thuận lợi, thành công trong công việc mà cái chuyện tình cảm của bạn cũng có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt khi trong ngày đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng như ngày hôm nay trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão với những hiểu lầm cuối cùng cũng được gỡ bỏ các cặp đôi có thể chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau và đối với những bạn đang còn độc thân thì nhận được những lời hẹn hò đầy hứa hẹn bạn hãy thử đi gặp gỡ biết đâu sẽ tìm thấy một nửa của đời mình thì sao vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy khẳng định được năng lực vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp, tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, đừng có lơ là về sức khỏe của bản thân, tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ vẫn cần cẩn trọng và suy tính cho kỹ càng trước khi đầu tư về tiền bạc, tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc cách chuyện tình cảm gia đình có được sự hòa hợp, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim cơ hội phát tài phát lộc đã đến hãy biết nắm bắt lấy thời cơ và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 62 số 91 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi mùi tuổi tuất tuổi hợi tử vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi thìn bước sang ngày thứ ba này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày của chính quan trợ mệnh cho nên với bạn tuổi thìn sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc với bạn tuổi thìn bạn là người quyết đoán và đã không chần chừ do dự khi bắt tay vào bất cứ công việc gì bạn mệnh dùng sự kiên định và quyết tâm của mình để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Thế nên, kết quả mà bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay thu được là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra, đồng nghiệp và cấp trên cũng phải nể phục. Trước tinh thần và ý chí của bạn, cơ hội thăng tín của bạn sẽ chẳng còn xa nữa. Vì vậy với bạn tuổi thìn, cần phải tiếp tục phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn nữa tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo các chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn trong thâm tâm của bạn luôn khao khát tìm được một nửa cho mình nhưng có vẻ thần tình yêu vẫn chưa nghe thấy tiếng ngoại của lòng bạn thì phải những mối quan hệ cứ liên tục đứt gãy ngay trước khi hai bạn thành đôi Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa chỉ có kiên định và quyết tâm mới mong nhận được kết quả tốt đẹp. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ các chuyện tình cảm không được như ý muốn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nhận được tin vui trong công việc. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cơ hội phát triển bản thân đã cận kề. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy củng cố lại các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 19 số 67 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi dậu tuổi thân Tờ Vi Tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu trải qua một ngày gặp nhiều may mắn liên quan tới vấn đề tiền bạc khi bạn đang gặp được ngày của chính tài trợ mệnh và các thần này có thể dễ giúp cho bạn khai mở và thúc đẩy con đường tài lộc ngày một tươi sáng hơn với bạn tuổi tỵ bạn cũng cần phải luôn suy tính cho kỹ càng và chủ động để nắm bắt những cơ hội đến với mình bạn tuổi tỵ nhé và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ cái điều này cho thấy với bạn tuổi tỵ đang có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia ngày một lớn thêm vết rạn nứt đã hình thành rõ ràng và với bạn tuổi tỵ nếu không thể nói chuyện và bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn thì e rằng sự đổ vỡ là khó có thể tránh khỏi và tốt nhất là cả hai nên hạ bớt cái tôi của mình xuống thì mới mong hóa giải được những xung đột này. Chưa kể trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ bạn đang có điểm báo có kẻ thứ ba có thể chiên chân vào mối quan hệ tình cảm của hai bạn. Và với bạn tuổi tỵ đừng có nên quê thường điểm báo tình duyên đầy bất an trong ngày hôm nay khi đang có sự xuất hiện của tỷ hợi tương xung này. Chỉ cần một câu nói, một hành động dù là nhỏ thôi nhưng có thể dẫn đến những kết cục chẳng thể cứu vãn được nữa đó bạn tự tị nhé và tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm ngày càng lớn, tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, hạ thấp cái tôi của cả hai xuống mới mong hóa giải được những xung đột, tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, gặp may mắn về tiền bạc, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, chủ động để nắm bắt cơ hội hiếm có, đừng có bộ lỡ, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, cẩn trọng trong từng hành động của mình và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 24 số 73 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu hồng màu tím quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Sửu tuổi Thân Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ ba này xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi ngọ đang có được báo hiệu rất có thể sẽ đón nhận nhiều bất ngờ do thiên tài mang tới và các thần này trụ về tiền bạc xuất hiện chính là dấu hiệu cho bạn có được một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi của mình trong cái thời điểm này và đây có thể là tiền thưởng hay là một khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn nữa. Với bạn tứ ngọ trong ngày này, sự nhạy biến trong từng vấn đề sẽ giúp cho bạn nhận ra được những cơ hội kiếm tiền tiềm ẩn mà không phải ai cũng có thể nhìn ra được. Bạn tứ ngọ, bạn hãy thị thử đi trước một bước và biến chúng thành hiện thực đi bạn tứ ngọ nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi ngọ, cũng đang gặp ngày có ngũ hành, thủy họa tương xung. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại đang có dấu hiệu không được tốt cho lắm. Có vẻ như một vài hiểu lầm là nguyên nhân để khoảng cách của hai bạn ra xa hơn. Vì vậy với bạn tuổi ngọ nên tỏ rõ thái độ trước khi mọi việc trở nên phức tạp hơn đi. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, tin vui về tài chính báo về, tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, nhạy biến trong kinh doanh, làm ăn thu được lợi, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, nhanh chóng hóa giải những hiểu lầm trước khi quá muộn, tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, các chuyện tình cảm không được như ý, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, tiền bạc được dũng rỉnh, chẳng lo túng thiếu. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mùi, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 8 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi mùi bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi mùi đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay khá chi là ảm đạm. Nửa kia không những không hiểu và thông cảm cho bạn mà còn sinh lòng, nổi giận trách mắng vì sự vô tâm của bạn trong thời gian vừa qua và có lẽ với bạn tuổi mùi nên dành thời gian quan tâm và chia sẻ với người ấy nhiều hơn. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn dễ đánh mất đi sự bình tĩnh khi phải đối mặt với những rắc rối liên tục sẽ đến. Bạn tuổi mùi, bạn cần phải chỉnh đốn lại tinh thần, tìm lại nguyên nhân và phương án giải quyết phù hợp trước khi chúng trở thành chướng ngại vật cản đường bạn thăng tín. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi cũng thật là may mắn khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi phù trợ. Bạn đang có được vận quý nhân tam hợp giúp đỡ trong cái thời khắc quyết định này và quý nhân sẽ xôi đường chỉ lối giúp cho bạn củng cố và tạo dựng các mối quan hệ làm ăn hài hòa và tốt đẹp về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy dành thời gian chia sẻ và tâm sự với nửa kia tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa dễ mất bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn rắc rối tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tình duyên ảm đạm không có được tín chỉ tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc quý nhân sôi đường chỉ lối cho bạn và đánh giá của ban tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 16 số 59 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi hợi tuổi mão tử vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ ba này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân trong ngày hôm nay đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cho nên với bạn đang có được cơ hội thể hiện được năng lực của bản thân mình với những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ gây ấn tượng với không ít người, đặc biệt là với cấp trên của bạn. Con đường thăng tín của bạn đang mở ra trước mắt nữa rồi, vì vậy với bạn tuổi thân cần phải tự tin để nắm bắt. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho bạn tuổi thân gặp không ít những kẻ tiểu nhân, sinh lòng ganh ghét, đố kỵ, nhất là trong ngày hôm nay bạn đang gặp ngày thân hợi tương hại. Chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là họ sẽ ngay lập tức nhắm vào nhằm hạ bệ uy tín của bạn. Vì vậy với bạn tuổi thân cần phải cẩn trọng hơn trong từng hành động, lời nói của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này mang lại tin vui trong chuyện tình cảm cho bạn. Bạn và người ấy càng ngày càng thấu hiểu nhau hơn, cả hai cùng nhau chia sẻ những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống nữa rồi vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có được cơ hội thăng tiến ngay trước mắt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong từng hành động tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ kẻ tiểu nhân sinh lòng ganh ghét đố kỵ tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cơ hội thể hiện năng lực của bản thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim vợ chồng hòa hợp cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 77, số 82, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu đang có được một ngày suôn sẻ thuận lợi tới không ngờ đặc biệt là trong ngày này đối với những ai đang làm trong những lĩnh vực như là nghệ thuật khoa học dịch vụ, ngành nghề tự do thì bạn đang có được những ý tưởng sáng tạo sẽ mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tử dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang còn độc thân sẽ có được cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Và bạn sẽ sớm tìm được người tâm hợp, tâm đầu ý hợp của mình ở nơi đó. Bạn đừng có ngần ngại thể hiện cái tính độc đoán của mình nữa bạn tuổi dậu nhá xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu hôm nay là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 tức là ngày 28 tháng 4 năm tân sửu này ngày này bạn không nên thực hiện những công việc quan trọng hay là cầu tài lộc khai trương động thổ nếu có thì bạn hãy rời những công việc quan trọng sang ngày hôm khác sẽ thuận lợi hơn cho bạn tránh gặp rủi ro không đáng có xảy ra với mình về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy với những ý tưởng sáng tạo có thể mang lại cho bạn những kết quả không ngờ tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chú ý quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đừng có ngần ngại thể hiện cá tính độc đoán của riêng mình tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang còn độc thân có được cơ hội tìm được một nửa của cuộc đời tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim công việc tiến triển được thuận lợi, xun sẻ. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 97, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có ngũ hành Thổ Thủy xung khắc cái điều này sẽ khiến cho bạn gặp phải không ít rắc rối trong chuyện tình cảm của mình ngày hôm nay xung đột nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt cũng có thể trở thành mồi lửa thiêu rụi mọi cố gắng vun vén của bạn trong suốt thời gian vừa qua vì vậy với bạn tuổi Tuất hãy học cách tự kiềm chế và đừng nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất á, lại đang gặp được ngày có cát thần là chính quan độ mệnh giúp cho công việc của bạn mệnh có những bước tiến trị đáng kể và đây là tin tức tốt lành có thể xóa dịu đi những nỗi buồn phiền trong chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay và với bạn tuổi Tuất á, vốn kiến thức của bạn rộng rãi, bạn cũng là người thông thái và luôn tìm ra được những phương án xử lý vấn đề một cách nhanh chóng, gọn gàng và chu toàn nhất. Với những lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên sẽ tiếp sức cho bạn, giúp cho bạn thêm phần tự tin hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa đừng có nói những lời gây tổn thương cho đối phương. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, xung đột từ những chuyện nhỏ nhặt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc hoàn thành tốt những mục tiêu được giao. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim tin vui trong công việc, cơ hội thăng tiến trong tầm tay. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy học cách kiềm chế bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 28, số 75, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thân, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn đang có điểm báo bạn sẽ đối diện với không ít những khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Với những nghi ngờ hiểm khích xảy ra trong nội bộ là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn cũng như là của tập thể bị trì trệ không thể phát triển được. Cái cách tốt nhất để cho bạn tuổi hợi xóa bỏ những xung đột này là mọi người hãy tự hạ thấp cái tôi của mình xuống thay vì cứ khăng khăng với ý kiến của riêng mình là đúng. Chỉ có sự đoàn kết, chung sức đồng lòng thì mới mong đem lại thành công cho cả tập thể cũng như là của mọi cá nhân trong tập thể đó. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hợi, chỉ cần bạn luôn tự tin vào bản thân mình chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người có kinh nghiệm thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua được những khó khăn thử thách này tiến tới thành công khi ấy dù cục diện ngũ hành hợi hợi tự hình có thể gây ảnh hưởng tới như thế nào đi chăng nữa cũng có thể làm bạn yêu phiền buồn bực ở trong lòng nhưng sẽ sớm bị tiêu tan đi mà thôi về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ tiêu cực có thể sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, đừng có cho rằng mình luôn đúng. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, đoàn kết chung sức đồng lòng, tập thể mới đi lên. Từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, chịu khó lắng nghe, tiếp thu ý kiến của những người có kinh nghiệm. Từ vi tuổi quý hỏi, thuộc mệnh thủy, hạ thấp cái tôi của mình xuống, mọi việc sẽ sớm được giải quyết. Và đánh giá của bà tuổi hỏi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm. 3 sao, con số may mắn, số 58, số 87, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, Màu bạc, quý nhân phụ trợ, tuổi mão tuổi mùi, tuổi tí Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày Xin chào và hẹn gặp lại